Hà Trí Quang Thanh Đoàn xây nhà mới ở thành phố Hồ Chí Minh sau 4 tháng mừng tân gia biệt thự 3.000m². Bên cạnh mối tình đồng giới đẹp, Hà Trí Quang Thanh Đoàn còn sở hữu khối tài sản khủng đáng mơ ước. Ngoài căn biệt thự sân vườn hàng nghìn mét vuông, mới đây, cặp đôi này còn xây dựng thêm biệt thự khang trang ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, kể từ khi công khai chuyện tình cảm, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Khác với những cặp đôi LGBT cộng khác trong showbiz Việt, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang luôn được bắt gặp kè kè bên nhau mỗi khi xuất hiện. Sau 2 năm chung sống, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang ngày càng hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình và vừa chào đón sự ra đời của cặp song sinh đầu lòng. Mới đây, nhân dịp đầu năm 2023, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang tiếp tục báo tin vui khi chia sẻ loạt ảnh chụp tại căn nhà mới xây tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như trước đây, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang sống cùng nhà với bố mẹ ở Sài Thành thì hiện tại, cả hai đã bắt tay vào công việc thi công nhà mới và đang trong quá trình hoàn tất. Dựa trên hình ảnh được Thanh Đoàn và Hà Trí Quang công bố, có thể thấy phần nhà mới đã được hoàn thiện hơn 50%. Mái ấm nhỏ của cặp đôi đã được xây gạch, đúc mái và chuẩn bị tiến đến phần bê tường, lát gạch. Rất có thể trong năm 2023, căn nhà mới của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang sẽ sớm được khánh thành. Mặc dù không có quy mô hoành tráng như những cơ ngơi trước đó, nhưng căn nhà mới của cặp sao nam nổi tiếng vẫn thu hút bởi vẻ bề thế đồ sộ. Dưới nhà có một tầng hầm giữ xe, mái ấm bao gồm một tầng trệt và một tầng lầu với diện tích khá rộng rãi, thoáng đãng. Hà Trí Quang viết trên trang cá nhân bày tỏ niềm phấn khích khi chuẩn bị dọn vào nhà mới. Cứ cố gắng làm việc để lo cho một tổ ấm hạnh phúc thật sự. Đây sẽ là tổ ấm hạnh phúc của gia đình nhỏ Quang Đoàn tại Sài Gòn. Mọi người có nôn căn nhà ngày hoàn thiện từ bề ngoài đến nội thất thế nào không? Trong khi đó, người yêu của nam diễn viên Thanh Đoàn chia sẻ, thêm một tổ ấm hạnh phúc, thành công không đến từ những giây phút nghỉ ngơi mà đến từ năm tháng làm việc không ngừng nghỉ. Ngoài ra, Thanh Đoàn còn hé lộ một góc thiết kế không gian trong phòng của cặp song sinh đầu lòng. Có thể thấy nhiều khả năng, nhà mới của Thanh Đoàn và Hà Trí Quang sẽ được bố trí với những món đồ nội thất theo tông màu xanh trắng nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ sau thời gian 2 năm chung sống, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang đã tất bật làm việc để có được số vốn như ngày hôm nay. Bên cạnh công việc đóng phim và hoạt động giải trí, cả hai còn thường xuyên kinh doanh online, live stream bán hàng trực tuyến với khán giả. Cặp đôi cùng nhau tích lũy tài sản để có thể sở hữu biệt thự xe sang như mơ ước. Năm 2022, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang công khai khuôn viên biệt thự sân vườn ở quê nhà Đồng Tháp. Nhiều người không khỏi choáng ngợp khi biết tổng diện tích của khuôn viên lên đến 3.000m² với rất nhiều không gian mở như hồ cá, bể bơi, sân vườn. Không những thế, đồ nội thất bên trong cũng được hai ngôi sao đầu tư với những thiết kế bằng chất liệu gỗ, cẩm đá hoặc mạ vàng sang chảnh. Nhân dịp Tết đến xuân về, Thanh Đoàn và Hà Trí Quang tặng cho bố mẹ đôi bên những chú heo đất tiền tiết kiệm mà hai người tích góp suốt một năm qua với con số lên đến hàng trăm triệu. Ngoài ra, cặp đôi còn lì xì cho cô dì chú bác hai bên nội ngoại của gia đình Thanh Đoàn, tổng số vốn lên đến gần 900 triệu đồng. Ai nói em khoe khoang hay nói em như thế nào cũng được, nhưng thật sự em rất tự hào về bản thân mình. Gia đình em, nội ngoại hai bên ai cũng khổ hết. Hôm nay em thành công, em lo được một phần nào đó cho gia đình nội ngoại. Em cảm thấy hạnh phúc và mừng lắm, Thanh Đoàn chia sẻ. Ngoài ra, Hà Trí Quang nổi tiếng cưng chiều nóc nhà, nam diễn viên mạnh tay chi tiền sắm hàng hiệu tặng Thanh Đoàn. Chưa dừng lại ở đó, Hà Trí Quang còn tậu cả xế hộp sang trọng cho người bạn đời của mình. Không chỉ xây dựng tổ ấm hạnh phúc đáng ngưỡng mộ, cặp đôi còn giúp đỡ nhiều người xung quanh.